Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với danh sách những cái tên xứng đáng nhất để sở hữu trong phân khúc từ 5 đến 7 triệu đồng. Và hiện tại thì Mobile đang cung cấp rất nhiều mã máy hot nhất ở trên thị trường. Các bạn hãy truy cập vào website lomobile.vn để biết thêm chi tiết về giá bán, chế độ bảo hành và các cái chương trình khuyến mại đi kèm. Còn bây giờ thì sẽ bắt đầu luôn với cái danh sách của chúng ta trong ngày hôm nay. Đứng đầu danh sách này đương nhiên là những cái tên đình đám đến từ gia đình Samsung. Đó chính là chiếc Samsung Galaxy S7. Với bản Mỹ chỉ khoảng hơn 5 triệu đồng và bản quốc tế 2 SIM chỉ khoảng hơn 6 triệu đồng. Là các bạn có thể sở hữu được một trong những cái siêu phẩm đình đám của Samsung cho năm 2016. Chiếc máy này thì nó đã quá quen thuộc với mọi người rồi vì đến thời điểm hiện tại nó đang rất hot ở trên thị trường. Bản Mỹ thì chỉ hơn 5 triệu đồng thôi. Các bạn có thể sở hữu một chiếc máy có thể gọi là toàn năng, từ thiết kế rất là sang trọng được hoàn thiện từ hai mặt kính cường lực. Một màn hình 5,1 inch độ phân giải lên tới là 2K trên cái tấm nền hiển thị là Super AMOLED. Nó vô cùng là sống động và cực kỳ lịnh mắt. Đối với các bạn mà thích xem video hình ảnh hoặc là thích trải nghiệm màn hình ở trên những cái mẫu điện thoại thì đây là một cái sự lựa chọn gần như là không thể bỏ qua. Nó cũng sở hữu một cấu hình thuộc top khủng nhất hiện tại là con chip 820 cho bản Mỹ hoặc là con chip 8890 cho bản quốc tế với 4GB. Pin mà máy sở hữu là 3000mAh, thoải mái cho các bạn tung tăng nhảy múa từ 6 giờ sáng đến tận 7-8 giờ tối. Bộ đôi camera lần lượt với thông số là 12 megapixel cho camera sau và 5 megapixel cho camera trước. Khẩu độ đều đạt tới là f/1.7, cực kỳ lớn, lớn nhất trong cái thế giới smartphone hiện tại. Máy cũng được trang bị rất nhiều tính năng đi kèm vô cùng hữu ích như là chống nước lên đến chuẩn IP68, hỗ trợ sạc nhanh, sạc không dây, cảm biến vân tay và cả cảm biến nhịp tim nữa. Hơn nữa thì nó cũng phù hợp với rất nhiều đối tượng từ già trẻ, gái trai, nam nữ vân vân. Nên đây là một cái mẫu máy mà mình nghĩ rằng nó rất xứng đáng đứng đầu với danh sách này. Vị trí thứ hai thuộc về một chiếc máy rất là đình đám của HTC trong năm 2016, đó chính là chiếc HTC 10 bản sách tay từ thị trường Mỹ. Nó có giá khoảng hơn 5 triệu đồng, hoặc là các bạn cũng có thể lựa chọn bản quốc tế chỉ với khoảng hơn 6 triệu đồng. Chiếc máy này thì có thông số cấu hình khá là giống với chiếc S7 mà mình vừa nêu ở trên. Tuy nhiên thì máy có một chút khác biệt đến từ cái thiết kế của máy. Máy được hoàn thiện từ kim loại nguyên khối cực kỳ là cứng cáp và chắc chắn. Máy cũng được trang bị một màn hình là 5,1 inch độ phân giải 2K, tấm nền IPS cực kỳ trong trẻo và trung thực. Bộ đôi camera trên HTC 10 lần lượt là 12 megapixel cho camera sau, khẩu độ là f/1.8 và camera trước là 4 megapixel với công nghệ là ultra pixel cho phép thu sáng tốt hơn. Ảnh chụp HTC 10 cho ra là cực kỳ tuyệt vời, chúng tương đương với ảnh cho ra trên các cái mẫu Galaxy S7 hay là Galaxy S7 của Samsung và cũng thuộc top những camera phone tốt nhất hiện tại. Máy cũng được trang bị viên pin là 3000mAh với công nghệ sạc nhanh là Quick Charge 3.0, cổng USB Type-C tiện lợi, cảm biến vân tay, cảm biến nhịp tim và cả chống nước lên đến chuẩn IP67 nữa. Vị trí thứ ba lại là một cái tên đến từ nhà Samsung, đó chính là chiếc Galaxy Note 5. Đây cũng là một cái tên rất là đình đám của Samsung và cũng chỉ hơn 5 triệu đồng thôi là các bạn cũng đã có thể sở hữu một chiếc máy Galaxy Note 5 9 như đã qua sử dụng đến từ thị trường Mỹ hoặc khoảng hơn 6 triệu đồng cho bản quốc tế 2 SIM. Máy vẫn cực kỳ đẹp với thiết kế hai mặt kính, màn hình kích thước lớn lên tới 5,7 inch, độ phân giải là 2K cực kỳ lịnh mắt. Thoải mái để các bạn có thể giải trí, chơi game, xem video, hình ảnh hoặc là tha hồ sáng tạo với những tính năng tuyệt vời mà cây bút S Pen mang lại. Máy cũng được trang bị một đôi camera là 16 megapixel cho camera sau, khẩu là f/1.9 và camera trước là 5 megapixel. Máy cũng được trang bị viên pin lên tới 3000mAh và được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh và sạc không dây. Vị trí thứ tư là một cái tên đến từ gia đình nhà táo, chiếc iPhone 6. Chắc chắn nó đã không còn quá xa lạ với mọi người nữa, nó đã ra mắt được khoảng 3 năm rồi và đến giờ thì nó vẫn là một cái tên được rất nhiều người yêu táo săn đón. Sở hữu một kích thước màn hình nhỏ gọn chỉ 4,7 inch và được bo tròn các góc lên iPhone 6 cho một cảm giác cầm nắm vô cùng là tuyệt vời. Điểm mạnh nhất trên các sản phẩm iPhone chính là hệ điều hành iOS được tối ưu hóa cực kỳ tốt, mang lại những cái trải nghiệm vô cùng là mượt mà. Khả năng bảo mật tối ưu hóa cũng như là đồng bộ rất tốt với những chiếc máy chạy cùng nền tảng hệ điều hành như là iPad hoặc là MacBook và sẽ được hỗ trợ cực kỳ lâu dài về phần mềm từ chính hãng Apple. Viên pin mà máy sở hữu là 1815mAh, hơi nhỏ một chút, tuy nhiên máy vẫn đủ để các bạn có thể hoạt động đẫy đà trong một ngày với những nhu cầu cơ bản. Đây có lẽ vẫn là một chiếc máy tuyệt vời dành cho những bạn nào đòi hỏi cao về sự mượt mà trên các thiết bị di động. Một cái giao diện đơn giản, dễ dùng và không cần phải lo lắng về máy bị giật nát sau một thời gian sử dụng. Vị trí cuối cùng mình muốn dành cho những mẫu máy mới 100%, nó cũng là những cái tên đuổi đình đám của Samsung hay là Oppo ở trong cái phân khúc tầm trung, như là chiếc Samsung Galaxy A7 bản 2016, Oppo F1S hay là Oppo F3. Thì đây đều là những mẫu máy hướng tới giới trẻ với cái phong cách thiết kế rất là trẻ trung và sang trọng. Các mẫu máy này đều sở hữu màn hình lên tới 5,5 inch, độ phân giải là Full HD rất là sắc nét, cho các trải nghiệm về chơi game, xem video và hình ảnh rất là đã mắt. Chúng đều có một cấu hình khá tốt, mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm mượt mà hàng ngày và chơi những cái tựa game hoặc là ứng dụng nặng ở cái mức thiết lập đồ họa là trung bình một cách mượt mà. Đặc điểm chung của các dòng máy này là hướng về giới trẻ nên thường được chú trọng khá là nhiều về camera, đặc biệt là camera trước. Các mẫu máy này thì đều được trang bị cảm biến vân tay cũng như sở hữu những viên pin khá lớn, thoải mái cho các bạn có thể dùng từ một ngày đến hơn một ngày. Nó sẽ rất phù hợp với những bạn trẻ năng động, những người có nhu cầu cao về chụp ảnh trên camera phone, đặc biệt là camera trước.
Vừa rồi là danh sách những chiếc máy mà mình nghĩ rằng chúng đáng sở hữu nhất ở trong cái phân khúc từ 5 đến 7 triệu đồng. Và tất cả các mẫu máy này đang có mức giá, chế độ bảo hành và các cái chương trình khuyến mại cực kỳ hấp dẫn. Các bạn có thể tham khảo thêm tại website lungmobile.vn. Còn bây giờ nếu như thấy video hữu ích đừng quên like, share và subscribe nha. Xin chào và hẹn gặp lại.